Ừ, nói qua một chút nữa về cốt truyện của cái tựa game này. Thì ta sẽ vào vai nhân vật chính tên là gì thì mình cũng không không nhớ lắm. Nhưng mà nói chung là chúng ta sẽ lãnh đạo một cái đội nhóm để chống lại cái giáo phái địa phương. Nhóm này thì gồm khá là nhiều người, cũng toàn là người địa phương thôi, nhưng mà chắc chắn là sẽ được cung cấp những cái loại vũ khí trang bị cực kỳ hiện đại, máy bay, súng ống, cối các thứ. Hơn nữa thì trong cái tựa game này không chỉ nó chứ không thiên về cái phần chiến đấu mà nó còn cho chúng ta những cái cảm giác rất là đời thường của chơi game nữa. Ví dụ như là mình được biết ấy, thì trong game này có chức năng câu cá nữa, các bạn có thể vào đây câu cá cả ngày rất là thoải mái. Nhưng mà bạn thấy ở đây thời điểm hiện tại thì cái FPS trung bình của mình đó là 63 đúng không nào, tối đa là lên được 77, còn thấp nhất là 56 ở những cái khung cảnh mà nó đòi hỏi render nhiều, mà trung bình thì vẫn là 64 65, các bạn thấy không, khá là ngon đúng không nào. Rồi bây giờ thì phần setting thì có lẽ mình sẽ không điều chỉnh nữa, mình sẽ để yên như vậy với cái FPS là xấp xỉ 60. Còn bây giờ mình sẽ vào phần keyboard and mouse lúc sensitivity, cái này nữa mình sẽ chỉnh sau, vào game các bạn hãy chỉnh nhá. Đây là di chuyển nhân vật, ủa nhiều nút thế nhở, vẫn là đặc trưng gọi ở Far Cry đúng không nào. Phần trước cũng rất nhiều nút, đây là lái xe này, có lái máy bay này, lái trực thăng này, các bạn thấy không, rất là nhiều cái thứ bụi. Ô tô thì xem nào, CFE radio, cái này có cả bật nhạc các thứ này, radio next song này. Psycho pico weapon, đây là vũ khí của xe. Nói chung là những cái mà các bạn cần quan tâm nhất là cái phần bên ground này, xem nào. Đó, những cái nút này những quan trọng nhất này, các bạn có thấy đây là tất cả những cái nút chúng ta sử dụng này, các bạn thấy không, nó sẽ có màu vàng ở đây rất là hay đúng không nào. Còn đây là phần setting thì mình sẽ không động rồi nhá. Rồi đại khái là như vậy thôi, mình sẽ lang thang vào game thử một tí nhỉ. Back hay là gì đó, đây là option đúng không, gọi đây là option. Mình sẽ vào phần new game, sau đó thì mình sẽ chọn chế độ đó là normal thôi. Được rồi, chúng ta sẽ được thiết kế nhân vật ở đây nữa. Mình chọn nhân vật nữ hay nam nhỉ? Có lẽ mình sẽ chọn thử nhân vật nữ nhá. Ok. À, như vậy chỉ được chọn nhân vật thôi, chứ không được thiết kế nhân vật. À đúng rồi, đây là game này là game góc nhìn thứ nhất, cho nên là cái phần thiết kế nhân vật thì mình nghĩ cũng không quan trọng lắm. Bởi vì chúng ta cũng đâu được nhìn mặt nhân vật đâu. Chủ yếu là được nhìn mặt các NPC ở trong game. Montana. Big Sky Country. Đây, khung cảnh rất là đẹp. The Treasure State. Đằng sau đó là một giáo phái cực kỳ tàn ác, sâu xa. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải đánh đổ cái giáo phái đó với sự hỗ trợ của một cha xứ người da màu đây. Tên là gì thì mình không nhớ nhá. Một anh chàng phi công và một người nữ quầy bar nữa. Một chủ nữ quầy bar nữa. Mà hình như là còn thêm vài nhân vật nữa, nhưng mà mình thực sự là mình không nhớ lắm, các bạn thông cảm nhá. Tại vì cái cốt truyện này mình đọc lâu lắm rồi, từ cái lúc mà Far Cry 5 nó mới debut trailer cơ, cho nên bây giờ mình không còn nhớ nữa, rất là lâu rồi. Có lẽ đây là nhân vật chính này. Ta mình chọn Trigger là nhân vật nữ mà. Theo mình được biết ấy, thì cái phe phản diện trong cái game này là do một ông cha xứ tự xưng kia kìa. Ông đeo kính như thế phải. Và ba người con trai của ông ta. Đó, chắc chắn rồi. Rồi, bị tóm. Cái tội quay phim. Joseph Seed. They call him the father. Call him the father. They do not believe. They have no faith. Yếu tố tôn giáo trong cái tựa game này cũng được rất là đề cao nha các bạn. Để phản ánh những cái phần dị giáo gì đấy. Shit. Oh. Oh. Về cái phần tôn giáo trong tựa game này, chúng ta có thể liên tưởng tới cái tựa game rất là nổi tiếng trước đây nữa, đó chính là Outlast nha các bạn. West Marshall. Quân đội à? Vãi trưởng cha, cho xây cái tượng to vãi lúa vậy. Nhắc lại một lần nữa là chúng ta sẽ được đưa tới một cái
cái vùng nông thôn xa xôi của nước Mỹ nhé các bạn. Mặc dù có yếu tố kinh dị, có yếu tố, nói chung là có rất nhiều yếu tố, nhưng mà cái phần chính nhất của tựa game Far Cry thì chắc chắn nó vẫn sẽ vẫn được giữ lại, đó chính là cái yếu tố hành động, đúng không nào? Và mình đang rất mong chờ được trải nghiệm cái phần hành động đó của tựa game này đây. Vì dù sao thì Far Cry cũng là một trong những series game bắn súng nổi tiếng nhất thế giới. Với việc đó là lồng ghép các cái yếu tố về cốt truyện các thứ, nó chỉ làm cho cái tựa game hấp dẫn hơn mà thôi. Chứ còn cái phần nó chắc chắn nó sẽ giữ lại. Bây giờ chúng ta đang trên một cái trực thăng, chắc chắn là như vậy rồi. Không biết chúng ta đi đâu ấy. Mình chỉ không đưa chuột được nhiều. Nhìn được hai nhân vật đấy thôi. White Hall, ngựa trắng, nhà trắng. Nhầm. Wes Marshall. Ta làm gì nào? Nếu mà cái máy bay này bị bắn rụng nữa thì là mình chắc chắn là mình sẽ liên tưởng tới Outlast 2 đấy. Tại vì Outlast 2 thì chúng ta cũng bắt trên cái máy bay và bị bắn rụng mà. Sau đó chúng ta rơi xuống một cái làng, phải nói là một cái địa ngục thực sự. Mà mình chỉ chơi 5 phút sau đó thì mình xóa game luôn. Vãi trưởng Outlast. Bây giờ thì không biết như thế nào đây. À quên nhở, mình chưa bật cái phần subtitles lên rồi. Đây rồi, ngôi làng ngay đây. Ngôi làng nhỏ bé nhưng mà lại đang chìm trong cái chiến loạn. Thật ngôi làng này tạo ra. Được chưa? Sẵn sàng chưa? Chích cái súng phun lửa nó vãi trưởng vậy. Vũ trang như là một tổ chức tội phạm vậy. Okay. Star show. Let's go. You'll be in the church. Stick close. Đây, người dân địa phương được vũ trang tận răng rồi này các bạn. Stay calm everyone. Let's go about your business. This doesn't concern you. Khá nhiều nút chức năng, mình vẫn chưa nhớ hết mấy cái nút đấy các bạn ạ. Jesus Christ, you're wearing badges, aren't you? Yeah, but they don't respect badges much out here. They'll respect a 9mm. Chúng ta sẽ vào cái nhà thờ này. Vãi trưởng, chó mèo. Ồn ào quá đấy. Này, cắn nhau không đấy? Sao mình cứ đi chậm này nhỉ? Không đi nhanh à? Oh, Marshall. When we do this, we do it my way. Quietly, calmly. You got it? Âm nhạc khá quen thuộc đúng không nào? Bình thường nghe thấy cái âm nhạc ở trong mấy cái nhà thờ. Ôi mà cái gì đó? Và mình cũng quên là cái lần cuối cùng mình lên nhà thờ là bao giờ rồi. Tại vì mình cũng thực ra là mình cũng theo đạo Phật, cho nên là lên nhà thờ cũng lâu lâu mình lên chơi lần thôi, cũng lên thường xuyên. You'll be fine, ok. Đây, đối đầu với cả trùng cuối này. You can feel it, can you? We are creeping toward the edge. Rồi. And there will be a reckoning. Khả năng là những nhân viên đặc vụ này sẽ gặp nguy hiểm ấy. Because we know what happens next. They will come. They will try to take from us, take our guns, take our freedom. Có thể là những đặc vụ này được cử đến để đối phó với tên trùm dị giáo này. Nhưng mà đến chỉ có 5 người như thế này thì khả năng là submarine đấy. We will not let their greed, or their immorality, or their depravity hurt us anymore.
Sheriff, there will be no more suffering. Not find it. Joseph C. Lệnh bắt đây. I have a warrant issued for your arrest on the suspicion of kidnapping with the intent to harm. Now I want you to step forward and keep your hands where I can see them. Vậy, người đi về trước, giơ tay lên. There they are. The locusts in our garden. See, they've come for me. Rồi xong. They've come to take me away from you. Gây sự với cả cái lũ dị giáo này có một kết quả an toàn được. Mọi người bình tĩnh. We knew this moment would come. We've prepared for it. Go. Go. Đi đi, đi đi. God will not let them take me. Chưởng lại nhìn kinh nhỉ. Mặc dù là nước Mỹ hiện đại nhưng mà cái vùng này có thể nói là nó hơi tù ấy. Mọi người ở đây trông điên dại thế nào ấy. And behold, it was a white horse. Làm nhảm gì vậy? Xong chưa? And the hell followed with him. Cái gì? Cái gì? Cuff this son of a bitch. God will not let you take me. Yeah. Rook, put the cuffs on him. Còng lại. Sometimes it's the best thing to do. Oh, nghĩ chắc chắn là mấy ông cảnh sát này khó mà đi về được. Đứa nào cũng được trang bị tận răng, súng ống đầy đủ. Đi. Let's go. Sao cứ đi chậm chậm này nhỉ? Rồi xong. Khó mà ra ngoài được, chắc là như vậy. Vào giữa sao gẹt bắt boss cuối của nó. Taking the father. Đi. Đây kìa, lùi lại. Vẫn ra được thì kinh đấy. Mình không nghĩ là ra được đâu. Vậy chính phủ đã để ý tới cái giáo phái này cho nên là cử người tới bắt mấy lệnh bắt. Ui giời. Rồi, càng lúc càng bạo loạn. Toronto Production. Đi được không đây? Biến ạ! Ơ, lôi ông cảnh sát lại xuống rồi. Hãy điên rồi, bắn luôn. Chuẩn rồi. Cút xuống. Ui khiếp, một thằng nhảy lên cánh máy bay. Ôi xong, gãy cánh máy bay. Ồ, chắc chắn cái máy bay này rơi rồi. Một khi đã rơi là những người lính chắc chắn là sẽ gặp vấn đề đây. Ủa đi ngay mà. Phải trưởng nhỉ. Như vậy là chiếc máy bay là không đi được rồi, không thoát được khỏi cái vùng này rồi. Và câu chuyện chúng ta chính thức bắt đầu trong pha còn 2 năm. Khá hấp dẫn đúng không? Hãng Ubisoft luôn tạo ra những cái phần intro giới thiệu game cực kỳ đặc sắc, kéo cốt truyện chúng ta dễ hiểu. Giống như là series Assassin's Creed hoặc là cái game game gì nhỉ? Game gì nữa thì mình quên rồi. Ubisoft mà giới thiệu mình quên mất rồi. Chủ yếu là series Assassin's Creed. Cách dẫn chuyện rất là lôi cuốn, giúp chúng ta dễ dàng hòa nhập vào cái cốt truyện của tựa game. Rồi. Rồi xong. Thải vẫn sống ạ. Vãi cả trưởng. Cả tem mình tan xác, còn mình nó là không vấn đề gì. Mày hát cái chúa gì vậy? Oh,
Rồi, nhiệm vụ bây giờ chúng ta chính thức bắt đầu. Đó là sẽ lãnh đạo người dân để chống lại cái thằng đeo kính bệnh hoạn này. Không sao luôn ạ. Lính của mình tan xương nát thịt của nó này. Sống nhăn. Thường thì những nhiệm vụ như thế này, nếu mà trong phim ảnh thì có lẽ là chúng ta sẽ được trợ giúp bởi những nhóm đội chuyên nghiệp. Mà trong game này chúng ta là phải tự lực cánh sinh với cả sự giúp đỡ của người dân địa phương thôi. No one coming to save you. Ok, fine. Nhớ ai có thể cứu chúng ta cả các bạn ạ. God's plan, vãi trưởng. Tất cả đều là kế hoạch của Chúa chứ. Rồi. Thế là nó có thể lợi dụng cái tình huống này. Chúng ta đến bắt nó mà bắt nó không thành. Thế là nó tiếp tục nó bù bẫm người dân của nó hơn nữa. Ôi sao, tóm hết. Oh shit. Shit. Oh. Cháy rồi. Đang ở máy bay ngay. Làm gì rồi các bạn? Nhanh, một máy bay nó nổ. Đi ra ngay. Chuồn thôi, nhưng mà chuồn đi đâu rồi? Cùng đường rồi các bạn ạ. Chỉ biết chạy thẳng thôi. À, thoát khỏi đây ngay lập tức, trước khi bọn nó tóm. Bọn nó đang đuổi theo. Nhanh à. Đi đâu rồi? Steel. Rồi, câu chuyện chúng ta bắt đầu. Let's perform a takedown quest. Nhặt một cái gì đó. À đây rồi. Đặt cái này lên và cho nó một gậy. Mày chơi tem đạo. Rồi, lôi cái xác này ra chỗ khác. Ở yên đấy. Lấy súng các bạn ơi. Nhắm bắn này. Shot. Mình sẽ lấy thêm vài cái thơ vớ vẩn nữa. Basketball. X to swap weapon. Hiện tại thì mình đang có một khẩu súng và một cái gậy bóng chày các bạn ạ. 7 viên đạn. Nhiệm vụ chúng ta đi đâu đây? Mấy đứa dưới đây, hai đứa. Rồi, nhiệm vụ chúng ta là tới 136m kia. Mình sẽ bắn thử trong game này nhá. Rất là dễ các bạn ạ. Kệ mấy cái xác đi, không cần phải nhất thiết phải nhấc đi đâu luôn. Thôi nha mày. Gì, anh là game thủ PUBG ấy. Ái, cháy, vãi trưởng. Đứng gần ông cháy các bạn ạ. Mình nhặt được khẩu súng nào không? Khẩu súng nào khác không? Không à.
À quên mất nhở, phần đồ họa mình quên mất nhận xét về cái phần đồ họa thì mình thấy rất là chân thực, rất là đẹp. Thời điểm hiện tại thì vẫn đang là cái tờ mờ sáng hay là đêm ấy, cho nên là mình cũng chưa nhìn rõ được khung cảnh cho lắm. Hãy đợi một lát nữa trời sáng hẳn đi thì chúng ta mới có thể nhìn rõ được khung cảnh ở đây. Đó, chúng ta mới có một cái đánh giá ngon lành về cái phần đồ họa tuyệt đối của tựa game này. Mình sẽ tìm xem có cái gì hôi hám được không. Rồi, vào căn phòng này. À, người quen. Như vậy là mọi người trong đội của chúng ta đã chia nhau ra bỏ chạy. Check the room, Rook. Yeah. Check những cái phòng. Kiểm tra những cái phòng. Súng rồi, cầm súng ra chứ. An toàn chứ. Oh Jesus. Thanh niên này sợ mất mặt luôn rồi. Fuck. Đây, chính là nhóm này đây. We're putting this whole tên cầm đầu. All of them. Fucking lunatics. Đúng rồi. We're gonna get out of this, rookie. First things first. Oh, là một khẩu súng xịn đấy. Here. M4. All right. Here's what we're gonna do. There's a road out there. Ta sẽ lên kế hoạch. Nghĩ thanh niên này chết sớm lắm. That's probably a few hours back to Missoula. And then we're gonna come back here with a goddamn National Guard, and we're gonna take out the rest of these. Okay. À ha, súng xịn. À, mày bắn cái gì? Súng M416 đang trong tay anh ấy. À, các bạn đợi chút nhá, để mình chỉnh cái hold chú An đã. Xem nào. Gameplay. Friend fight. Bắn đồng đội, đấy đi. Hold đây rồi, tông le. Hay quá. Mình quen để tông le rồi, không mình để... Về cái chức năng tông le và hâu ấy thì chắc chắn là những bạn nào chơi thì game loại game FPS thì các bạn sẽ biết tông le là bấm chuột một lần thôi, nó sẽ ngắm luôn. Muốn tắt thì bấm chuột lần nữa. Còn hâu ấy thì các bạn phải giữ chuột mới ngắm, chưa nào? Đại khái là như vậy. Subtit nữa nhỉ? Mình tìm cái phần subtit lên nữa. Cũng phải ở gameplay chứ. Nhạc hay nhỉ? Các bạn quên không ấy? Có đây à? Chỗ nào này kìa? À đây, sao đi? Anh đi. Ok. Rồi, quay lại game nào. Quay lại cuộc chiến đang giang dở nào. À, đây tất cả những gì có các bạn ạ, phải quy nhá. Có đông như kiến vậy. Trông có vẻ là không thể nào hết được các bạn ạ. Ai đấy? Thanh niên này vừa ra tí đã là đùng ngã ngửa rồi đấy. What the fuck? Lên. Đâu nữa? Mình nghĩ mình không đủ đạn rồi. Lút xem có được tí đạn không. Lên xe nào. Nhà mày. Có đủ đạn không nhỉ? À, đạn bây giờ bất tử rồi các bạn ạ. Bắn vô tư thôi. Hưu à? Vãi hưu. Sao đây nha. Thanh niên nói xong chưa? Nói nhiều vãi trưởng. Tập trung vào lái xe.
Thôi nha tụi bay, thôi nha tụi bay. Biết anh là ai không? Sợi. Càng nhiều càng ít. Ui, nó bắn đỏ chết màn hình rồi các bạn. Hạ vào nó ngay. Ui, phiền phức to đấy. Control chú Us, Mesh Kit. Ui, mình còn một tí máu rồi các bạn ơi. Ồ, đầy máu rồi. Giờ thì tiếp tục cuộc chơi nào. Đồng quá. Đồng kích khủng quá đấy. Máy bay của mình không có nói à? Chắc là của nó chứ, của mình làm gì có hỗ trợ trên không như vậy. Thì ra có đám đằng trước vậy, thảo nào, máu tóm hết miết. Mình còn một cái medkit thôi các bạn ạ. Chết rồi, sắp hết máu rồi. Ôi nha tụi bay. Ui, hai con bò. Hạ hết. Sao lại hạ cái máy bay nhỉ? Chết rồi. À! Cố lên, cần thoát thôi. Hết máu rồi các bạn ơi. Nó bắn sập cầu. Ôi xong. Chỉ được cái nhà làng, cái làng nhỏ thôi mà sao nhiều lính thế nhỉ? Đồng chí này nghi lên đường á. Mở cửa chui ra nào, mở cửa chui ra nào. Câu chuyện chúng ta có thể kết thúc như thế này được. Ơ, thằng kia nó không cứu mình nhỉ, what the fuck. Bơi luôn ạ. Quá trưởng đồng đội. Lên liệu bị tóm không ta? Rồi, lên được bờ rồi. Tôi bắt được truy, nhìn được cái cây. Nó đang truy tìm chúng ta các bạn ạ. Chúng ta vẫn còn cơ hội bỏ chạy. Nhanh nào, đứng dậy nào, cố lên nào. Không để gục ngã như vậy được. Ờ, bị tóm rồi. Ai đây? My children. Con của tôi. Ta cần cảm ơn Chúa. Yes, alright. Tồn tại của chúng ta. Chúng ta đang bị bế đi đâu các bạn? Hình như đang bê trên vai vậy. Đây mới chỉ là những bước khởi đầu thôi. Thế giới vẫn đang lộn ngược. Có lẽ được cứu rồi. Mình không nghĩ là mình sẽ chết nhảm như vậy trong game đâu. Bởi mình tóm mình bị tóm mình chết chắc. Nó lại xích mình, thật phát. Nào đây. Việt Nam kìa các bạn ơi. Thấy Việt Nam trên bản đồ không? Việt Nam kìa. Ông này chắc là trở về từ chiến tranh Việt Nam. It means the roads have all been closed. I mean the phone line heavy. The phone line's been cut. It means there's no signals getting in and out of this valley. But mostly đây là một người lính trở về từ chiến tranh Việt Nam các bạn ạ. Với những cái mà mình nhìn thấy, bản đồ Việt Nam các thứ rồi. Goddamn collapse. They all think the world's coming to an end now. They've been waiting for. Tin rằng thế giới đang tới hồi kết. Waiting for somebody to come along and fulfill their prophecy. Nói chung là ông lính kia đang nhận xét về cái đám gì giáo. Well, you sure shit kicked. Bạn bị đá tung đít. Smartest thing for me to do would just be to hand you over.
Nhân vật này hình như là mình không thấy xuất hiện trong phần cốt truyện. Ông lính nào đó. Có thể ông này sẽ đứng trung lập và ủng hộ chúng ta. Rồi, lấy ra cắt dây. Chuẩn rồi. Get out of that uniform. We need to burn it. There's some fresh clothes there. When you get changed, you come and see me. We'll see if we can unfuck this situation. Rồi, sao nữa? Có vẻ như anh chàng này, ông này sẽ đứng về phía chúng ta các bạn ạ. Rất là đáng tiếc là có lẽ là cái thời lượng của cái video này quá là khá là dài rồi. Mình cũng còn chưa đến ban ngày nữa để mà quan sát xem cái khung cảnh bên ngoài của tựa game như thế nào. Thôi thì có lẽ mình sẽ dừng lại đây nhá. Còn về phần khung cảnh trải nghiệm game các thứ thì mình sẽ để các bạn tự trải nghiệm thế nào. Rồi, mình sẽ ART F4 nhá. Rồi, mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download, cài đặt và trải nghiệm qua một chút về cái gameplay của tựa game Bom Tấn 2018 và Far Cry 5, đúng không nào? Rồi chúc các bạn đã đón game thành công và chơi game vui vẻ. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để cập nhật những game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Chào tạm biệt các bạn.